Xin chào tất cả các nha sĩ, tôi là Diệu Linh, là phát thanh viên của chương trình Radio for Dental. Radio for Dental là nơi cung cấp những thông tin hữu ích về kiến thức nha khoa cho tất cả các nha sĩ tại Việt Nam. Điểm và mốc trên phim cephalometric mặt bên. Các định nghĩa chính xác về điểm và các số đo được sử dụng trong phim cephalometric hiện thời là rất quan trọng, giúp cải thiện việc thực hành lâm sàng. Việc chấp nhận rộng rãi các định nghĩa sẽ cho phép các bác sĩ lâm sàng từ những trường học về chỉnh nha khác nhau liên hệ và hiểu nhau nhiều hơn. Tất cả các định nghĩa đều nhằm mục đích dễ hiểu và đôi khi có thể khác nhau với một phân tích cụ thể nào đó. Những điểm mốc đơn độc. Nasion, điểm trước nhất trên đường khớp trán mũi theo mặt phẳng dọc giữa. Anterior nasal spine, ANS, điểm trước nhất trên xương hàm trên tại vị trí khẩu cái, điểm gai mũi trước. Superior prostion, SPR hoặc PR, còn được gọi là điểm supradental, là điểm trước nhất và thấp nhất trên xương ổ răng hàm trên, thường tìm thấy gần đường nối xi măng, men răng ở răng cửa giữa hàm trên. Subspinal, điểm A, điểm nằm ở vị trí sau nhất trên đường cong, nối giữa ANS và PR. Điểm A thường được tìm thấy trước chóp răng cửa giữa hàm trên 2mm. Incision superior, đỉnh rìa cắn của răng cửa giữa hàm trên nằm về phía ngoài nhất. Incision inferior, đỉnh rìa cắn của răng cửa giữa hàm dưới nằm về phía ngoài nhất. Infradental, điểm nằm ở vị trí trên trước nhất của xương ổ răng hàm dưới, thường tìm thấy gần đường nối xi măng, men răng của răng cửa giữa hàm dưới, còn được gọi là điểm inferior prostion. Supramental, điểm B, là điểm nằm ở vị trí sau nhất ở đường cong xương hàm dưới nối từ infradental đến pogonion. Điểm B thường tìm thấy gần 1/3 chóp các chân răng cửa hàm dưới và có thể bị che khuất trong suốt quá trình các răng này mọc. Khi nét mặt nhìn nghiêng, vùng cằm không lõm thì không thể xác định được điểm B. Pogonion. Pogonion là điểm trước nhất trên đường viền ở cằm. Pogonion thường nằm tại đường tiếp tuyến vuông góc với đường viền xương hàm dưới hoặc đường tiếp tuyến vẽ từ nasion đến cằm. Mentón là điểm thấp nhất nằm trên đường giáp nối giữa hai phần xương hàm dưới tại vùng cằm. Gnathion là điểm trước nhất và dưới nhất ở vùng cằm. Gnathion có thể nằm xấp xỉ vị trí điểm giữa ở trên đường nối giữa pogonion và mentón tại vùng cằm. Basion là điểm nằm sau nhất và thấp nhất trên mặt phẳng dọc giữa qua bờ trước lỗ trầm, đỉnh của nền sọ sau. Điểm Bottom là điểm cao nhất ở đường cong lên của hõm sau lồi cầu. Posterior Nasal Spine, PNS, điểm sau nhất ở khẩu cái cứng trên mặt phẳng dọc giữa. Cella, điểm trung tâm của hố yên xương bướm. Nó được xác định bằng mắt, do đó độ tin cậy tùy thuộc vào cách xác định vị trí trung tâm này. Để nghe lại các số radio, hãy truy cập fanpage Radio for Dental. Chương trình được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Anh và Em.